Làm cho em hỏi đổi cám giờ chim nó lại thay lông là sao anh? Con chim mà bác đổi cám thì nó thay lông là nó có rất là nhiều cái vấn đề. Cái thứ nhất á, là thứ nhất là nguyên nhân đầu tiên là bạn nuôi bộ lông nó quá yếu. Nó quá yếu. Cái thứ hai nữa là con chim nó đổ không hết lông trong quá trình mà bạn chăm lông. Và cái tiếp theo nữa là thông thường mà bạn đổi cám là bạn không biết cách đổi. Và đặc biệt nó nằm ở trong trường hợp là con chim nó đã già lông, tức là nó đang trong cái trạng thái là nó khoảng thay lông được khoảng chừng một nửa mùa thì nó rất là dễ đổ lông nếu bạn đổi cám không biết cách. Chim thi của anh có thả lực không? Có chứ bác, trần năng. Thế nhưng mà em thả lực là khi con chim nó bắt đầu hoàn thiện bộ lông thì em thả lực, chứ còn trong quá trình nuôi lửa thì em rất là ít thả lực, hầu như là không có. Chào bác Trần Hoàng Nhật nhé. Em chào 117 bác nhé. Có nhất thiết phải phơi nắng chiều cho chim không rồi bác? Nhất thiết bác Tú Anh La. Đó là điều nhất thiết nhé. Chào bác Nguyễn Trinh Nguyễn nhé. Tất nhiên thì có nhiều người thì cứ bảo là không cần phơi nắng, nhưng mà với cá nhân mình là một người gọi là chia sẻ thật lòng thì mình vẫn phải nói là phơi nắng là một điều cần thiết cho tất cả các chú chim, không kể những con chim thi mà kể cả những con chim nó nghe hót ở nhà hoặc là chim đỡ cà phê. Bởi vì nó có phải có ánh nắng thì con chim nó mới săn chắc được cái hệ cơ, đặc biệt là về bộ lông. Cũng như là các bác cứ tưởng tượng này này, không kể là con chim mà kể cả bất kể một cái loài bò sát, nó không phải là bộ lông nữa mà là da thôi, nó cũng phải cần có ánh nắng, đúng không ạ? Các bác có để ý là những cái thời tiết mà ẩm thấp hay là mưa lâu hay là thời tiết nó hanh heo lâu mà nó không có ánh nắng, nhưng mà bất chợt những ngày có ánh nắng to thì các bác cứ nghĩ là những con bò sát với những con rắn hay là những con thằn lằn nó phải phơi lên, nó phơi nắng. Đó là các bác biết, nếu mà các bác mà hiểu về cái chuyên môn về những cái loài vật trên cái hệ sinh thái, đúng không ạ? Đơn giản kể cả con rắn hay con thằn lằn nó có ánh nắng nó phải phơi lên, phơi nắng, chứ đừng nói tới cái những con hệ về 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 hệ lông vũ giống như cái loài trào mào, mà không kể những loài trào mào mà tất cả các loài con chim khác, đúng không ạ? Nó phải cần có ánh nắng để nó bảo dưỡng bộ lông cũng như là để cho nó hấp thụ những cái sinh khí trời cũng như là vitamin mà nó cần thiết trong sự ánh nắng. Minh Trần, bổi vừa ở rừng về dùng cám trứng, cám gà hay cám tổng hợp cho bổi của các hãng bác? À, thế này bác Minh Trần này, tất cả những con chim bổi rừng về thì thông thường là anh em các bác nên dùng những hãng cám nhạt để cho chim. Tất nhiên thì cám trứng cũng được, cám gà cũng được và cám tổng hợp của bổi của các hãng cũng được. Đấy, thế nhưng mà một lời em khuyến khích, tức là các bác nên dùng cám bổi của các hãng cám, bởi vì tàng đã nghiên cứu ra những cái thành phần nhạt cần thiết để cho con bổi thuần lại, cũng như là cái hệ tiêu hóa nó hấp thụ vừa đủ để con chim nó thuần hóa, bác Minh Trần nhá. Chứ còn các bác cho ăn cám trứng cũng được hoặc cho ăn cám gà cũng được, nhưng ăn cám gà nó có một cái nguy hiểm, nó có một nguy hiểm tức là nó sẽ làm cho con chim nó, tại vì trong cám gà ấy, nó có một hiểm là trong đó nó có kháng sinh, đồng nghĩa với con chim nó sẽ ít bị bệnh tật hơn, nhưng ngược lại con chim nó rất khó thay lông, nó rất rất khó thay lông. Cái thứ hai nữa là nó làm cho con chim nó nhanh lên bốt. Đấy, nó nhanh lên bốt. À, bác Minh Trần nhé. Đấy, cho nên là cái cám gà nó cũng có cái lợi nhưng nó cũng có cái hại ở chỗ đó, cho nên là các bác nên cố gắng là mình cho ăn cám bổi của các hãng là nó sản xuất ra, đó là hãng cám nhạt, nó vừa phải để cho con chim bổi hấp thụ được, chứ các bác đừng có cho ăn cám đấu sớm quá. Em chào 155 bác nhé. Chào Tú Vi nhé. Vâng, em cảm ơn bác. Em thấy các bác là em là người rất là chia sẻ rất là thật lòng và không có bất cứ một cái gì để giấu giếm cả. Những cái gì em biết em sẽ chia sẻ với tất cả các bác. Chào bác Sanh Phạm, cảm ơn bác rất nhiều nhé. Cảm ơn bác Nguyễn Duy Năng nhé.
Quốc Cường Hoàng, mình cho con chim đi giải, bao giờ chuẩn bị đi thi? Mới cho chim vào lồng lực có được không anh? Dạ không được bác Quốc Cường Hoàng nhá. Bác nuôi cái này là nó sai với cái quy tắc của một con chim thi. Thế cho nên là anh em phải hiểu rằng có rất nhiều anh em chăm chim. Đấy. Nuôi không phải là thả thí đâu. Tức là có rất nhiều anh em chăm chim nhưng mà chăm nó lại không đúng. Đấy. Chăm nó không đúng thì con chim nó sẽ cũng không chơi được. Tất nhiên là vẫn chơi nhưng mà nó không đạt với cái ý nguyện. Đấy. Cho nên là anh em phải hiểu về mình chăm nhưng mà phải chăm đúng. Có nhiều bác em thấy là sáng cào cào rồi trái cây, bắt đầu phơi nắng sáng, chiều là phơi nắng chiều rồi. Thứ nhất là nó các bác phải hiểu thế này nè. Các bác có chăm tới độ nào, thứ nhất là phải đúng với phương pháp và chế độ từng con chim một. Đấy, cái thứ hai nữa là các bác, cái mấu chốt nhất là các bác phải tìm kiếm được đúng một con chim hay. Đấy. Và cái cuối cùng đó là nó phù hợp với tất cả mọi anh em trong cái thời buổi là mình tìm kiếm những chú chim đấu. Đấy, cho nên là các bác phải hiểu vấn đề đó. Chứ còn các bác có chăm thế nào chẳng nữa nhưng mà con chim nó không hay thì các bác cũng cứ là những người đi đóng họ thôi, không thể là những người gọi là nên đỉnh vinh quang được. Chim vừa trong lông thả lực bao lâu là được vậy anh? Dạ khoảng từ 3 đến 4 tuần bác Trần Bá Tùng nhé. Tùy cơ địa mỗi con, có con nhanh có con chậm. Xem YouTube lâu giờ mới tìm được Facebook anh. Dạ ok bác Đào Văn Quyền nhé. Chào Nguyễn Thông nhé. Anh cho em hỏi nuôi chim cùng lúc nhiều chim nó hót có đè nha gông? Dạ có đè nhưng mà nó bác không sợ. Tại vì nếu mà nhiều chim thì con này nó ăn con kia. À, cho nên là bác không có sợ vấn đề đó. Bác Tuấn Hà nhá. Em chào 180 bác nhá. Trai người rừng buổi tách Avira bị ngửa lộn, cho em hỏi cách khắc phục sao anh? Dạ vâng bác, người trai rừng là thông thường những con chim mà ngoái lộn thì hầu như là không có cách nào trị nó hết được bác nhá. Đấy, cái đấy là không thể hết được. Có cái là ví dụ như là con chim mà nó bắt đổi thế cầu hoặc đổi lồng mà nó phù hợp thì nó sẽ hạn chế hơn, chứ còn không có có hết được bác nhá. Chào bác Văn Thắng. Bổi già lên tỷ lệ hay được bao nhiêu phần trăm? Thông thường á thì những con bổi già lên ấy thì nó sẽ là những con hay bao nhiêu phần trăm ấy thì không thể nói được bác Ngô Việt Đức Việt nhé, không thể nói được. Tại vì nó con chim hay nó có rất nhiều cái kiểu hay. Đấy, ở đây bác nói chung chung là hay thì có nhiều con hay về giọng, có nhiều con hay về cái tố chất. Đấy, cho nên là nhưng mà cái xác suất ấy, thì cá nhân em đánh giá thì nó chỉ được khoảng chừng 2%. Đấy, chứ không phải là con bổi già nào nó cũng hay bác Ngô Đức Việt nhá, không phải bổi già. Tất nhiên thì những cái con bổi già thì nó cái độ mà chơi dàn thời gian đấu từ mùa này qua mùa khác thì nó sẽ có độ ổn định cao hơn, nó sẽ có độ ổn định cao hơn so với những con chim má lỡ lên. Tất nhiên những con chim tơ, những con chim má lỡ nó vẫn có những con chim hay nhưng mà về cái độ ổn định lâu dài nó không bằng những con chim già rừng được à, bác nhá. Chào Huỳnh Tấn Đạt nhé. Em có con bổi kẹp chim là ra bộ cúp C nhưng không đánh, chỉ thái độ ra bộ cúp C. Vâng, cái này thì bác nói cái này nó rất là chung cho tất cả cái dòng trầu màu bác Hưng Hoàng nhé. Dòng trầu màu thì đó là một dòng chim đấu, nó là một dòng chim đấu. Đấy, cho nên là bất kể một con chim nào khi mà bác mới đưa chim vào thì nó đều ra thái độ, tức là ra phách ra hình, nhưng cái quan trọng rằng nó ra được bao lâu và nó đấu được bao nhiêu, điều đó mới là điều mà anh em chúng ta cần phải tìm kiếm và cần phải học hỏi, phải không ạ? Chứ còn con chim nào nó cũng có thái độ đấu cả, ít nhiều khi mà các bác kẹp chim vào. Em chào 192 bác. Cho nên là các bác mua chim cũng thế, mình phải hiểu được về cái cốt cách của con chim, bộ dạng của con chim cũng như là chi tiết của nó để mình tìm kiếm những con chim hay để mà mình gọt giũa và mình chơi, phải không ạ?
chim bộ nhỏ thì ok quá. Dạ thì bình thường bác lấy khôi nhá, thì bình thường chim nhỏ nhưng mà nó có vỏ là còn ăn xe nhiều bác ạ. Dưới râu hết mùa thay lông, còn lông cánh không thay hết có vấn đề gì không anh trai? Dạ tất nhiên thì cái này là con, những con chim mà nó thay hai lớp lông ấy, tất nhiên thì cái phần trăm mà ảnh hưởng về cái phong độ của con chim thì nó phải có, chứ không phải nó không có. Nhưng mà ngược lại á, mình nói đi thì cũng phải nói lại, tùy thuộc vào một con chim nó có độ ổn định cao hay không, và tùy thuộc vào cái tính nết của một con chim. Có những con chim tức là cái nết của nó đấu, nó sẽ hay nghỉ hay xỉa ngang nếu như phong độ không đạt, đặc biệt là các bác nuôi nó không căng, nó xỉa ngang. Nhưng cũng có những con chim tức là nó vẫn đấu nhưng các bác chăm sóc nó không đạt nhưng nó vẫn không xỉa. Đó là thuộc vào tính nết của bộ con chim. Thế nên là cái câu hỏi này nó phụ thuộc vào yếu tố con chim rất là nhiều, chứ lại không thuộc vào yếu tố của người chăm nhiều. Bác nhớ đâu nhá. Đấy, cho nên là tất nhiên có những con nó không thay lông cánh, ví dụ như nó thay một nửa, hơn một nửa bộ lông cánh hoặc một nửa, nhưng sang mùa sau nó vẫn chơi và nó không xỉa. Có cái là nó chơi không đạt với phong độ hoặc là cái đỉnh lửa của nó. Tại vì đã là một con chim đấu tràng thì bộ lông nó quyết định rất là cao trong một mùa giải. Bác nhớ đâu nhá. Chim thay lông xong, dạ lông sót bác Nhật Dương nhá. Bác không có lo vấn đề đấy, bác cứ nuôi chế độ bình thường. Khi mà xong lông thì bác cứ chăm chỗ lửa bình thường, còn trong quá trình bác chăm thì những cái lông sót thì nó rụng là chuyện bình thường bác nhé. Dạ bác, có những con chim này nó bị trúng gió, bác đào ăn quyền nhá. Những con này thì nó sẽ bị suy chim và nó sẽ chết dần sau 2-3 tháng, bác đào ăn quyền nhá. Những con này thì hầu như là 90%, 95% là nó sẽ chết. Cũng có những con nó ăn bột lại, nhưng mà nó ăn trong một thời gian nó cũng bỏ lại.